Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Weekend Cook cùng bà bếp nha. Hôm nay Weekend Cook sẽ giới thiệu tới cả nhà một món bánh trung thu rất là hot trong thời gian sắp tới, đó là món bánh trung thu hoa lan tím cùng nhân hạt sen và trứng muối cả nhà ơi, rất thơm và ngon và rất là làm miệng cả nhà nha. Rồi, rất độc đáo luôn cả nhà ơi, với màu sắc màu tím nè, rất là ấn tượng nha, cùng với nhân sen bùi bùi đó. Mình mới ăn chay có bỏ chấm muối ra nha, rất thơm và ngon cả nhà ơi. Rồi chúng ta bắt đầu làm nha. Về nguyên liệu là sẽ có là từ 500g tới 1 kg khoai lang các bạn nha. Đó, các bạn muốn nhiều thì cho khoai lang tím nhiều. Rồi chúng ta sẽ có khoảng 2 tới 3 lạng sen các bạn nha. Đó, về nước dừa chúng ta sẽ có là 50ml nước cốt dừa các bạn, và mình sẽ có 100g đường cả nhà nha, cùng với 2ml dầu ăn các bạn. Rồi thì khoai lang tím mình sẽ bắt đầu mình gọt vỏ bằng nha, mình bỏ vào, sau đó mình sẽ cắt nhỏ và mình sẽ hấp bằng nha, hấp với tí xíu muối cho nó mau chín các bạn. Thì khi mà hấp đến khi nào các bạn mà dùng cái tăm cái que á, mình xiên vô thấy mềm là chín rồi các bạn nha. Đó, các bạn lưu ý nha, khoai đó nó hay được bị vì những cái sùng các bạn, nó bị những cái phần mà nó màu chín á, màu hư các bạn nha. Đó, các bạn nhớ dùng dao để mình bỏ những cái phần bị sụn mà nha, bị sượng nha, nó sẽ không ngon, các bạn lưu ý nha. Ok, tiếp theo mình sẽ cho vào xửng để hấp các bạn nha. Mình đã cắt nhỏ khoai lang rồi các bạn, bây giờ mình cho vào xửng hấp. Cắt nhỏ thì nó sẽ mau chín các bạn nha. Sau đó mình sẽ cho nó xíu muối vào mình hấp, thì thời gian tùy theo mình hấp thì khoảng tầm 15-20 phút đó, mình kiểm tra nó là chín rồi các bạn. Đó thì mình cái này thời gian sẽ thay đổi mình nha, mình phải kiểm tra mình dùng que tăm hay là dùng đũa bạn xin vô thấy mềm tức là chín rồi. Ok, trước khi hấp thì mình sẽ cho xíu muối nha, nhất là mau chín, hai khoai sẽ mềm và thơm ngon hơn các bạn nha, nó sẽ ngọt hơn nữa. Về cái sen á thì mình sẽ ngâm khoảng cỡ 1-2 tiếng các bạn, cho nó mềm ra, và mình sẽ dùng cái dao cắt bỏ cái phần đen ở trên cái đầu đó các bạn. Rồi thì sen này đã mình mua thì nó đã lấy cái phần tiêu sen rồi, nên các bạn nào mà mua sen bằng nguyên thì nhớ lấy tiêu sen các bạn nha, sẽ đắng các bạn, nhớ lấy tiêu ra. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình luộc cái hạt sen mình nha, mình cũng sẽ cho nó xíu muối vào đó, để sen nó mập chín hơn và nó sẽ đậm đà hơn, ngon hơn các bạn nha. Rồi mình sẽ luộc từ khoảng tầm 20 phút đến 30 phút cho sen nó mềm các bạn nha. Nếu bạn nào mà ăn dạng ăn cháy các bạn thì các bạn không ăn chứa muối có thể bỏ qua cái bước này nha. Còn nào mà ăn bình thường muốn hơn ngon hơn thì bỏ thêm nhân chứa muối các bạn. Thì chứa muối mình sẽ trước khi mình nướng thì mình sẽ ngâm với rượu mang với lộ bạn nha, cho nó giảm bớt cái mùi tanh các bạn, và trứng sẽ có mùi thơm, mùi rượu sẽ ngon hơn các bạn nha. Đó, ngâm khoảng cỡ tầm 15-20 phút gì đó, sau đó mình sẽ cho vào lò nướng. Đó, mình nướng khoảng tầm 7-8 phút mà nha, nhiệt độ khoảng 200 độ đó là ok. Ok, và sau gần nửa tiếng thì khoa chín các bạn. Bây giờ mình sử dụng tăm á hay là một cái đũa, các bạn xiên vô, xin vô mình thấy nó mềm rất là chín rồi các bạn nha. Đó. Ok, sau khi khoai chín thì bây giờ mình sẽ cho vào máy xay các bạn nha. Mình xay với một chút nước cốt dừa các bạn, cho tạo độ béo cho cái khoai các bạn, và thơm nữa. Đó, thì nếu các bạn nào mà có máy xay đang thì có thể xay gần nước rồi nha. Đó, mình cho vào nước cốt dừa thôi, mình xay rồi mình sẽ lấy ra mình rây là ok, xong phần nhân các bạn. Đó, sau khi rây xong mình sẽ cho vào sên thôi. Đó, cho tí xíu nước cốt dừa vào các bạn nha, đó, tạo độ béo cho các khoai các bạn. Đó, mình xay nha các bạn nha. Ok, sau khi xay xong mình sẽ cho vào cái rây các bạn, là mình sẽ dùng cái muỗng á, mình ép xuống để mình rây cái phần bột khoai lang các bạn nha. Bạn lưu ý nha, bắt buộc phải rây các bạn nha, nếu không nó sẽ có những cái sơ, những cái lợn cợn nè, những cái phần mà xét cái vỏ đó, nó sẽ không có được đồng màu, nên bánh sẽ không có đẹp các bạn nha, bắt buộc phải rây nha. Đó, thì cực tính nhất lúc này thôi, rồi muốn bánh đẹp phải vậy các bạn nha. Đó,
Ok, thì cái phần nhân vỏ hỏi khoai lang cho tí đó, mình đã xong rồi, bạn đang xong rồi. Giờ mình sẽ sử dụng thêm 50g đến 100g bột nếp mạng. Nếu bạn nào có bột dẻ thì khỏi cần nha. Mình bột nếp các bạn phải cho vào mình rang nha, hay chín các bạn nha. Sau đó mình sẽ vay phần bột nếp này chung với cái phần khoai lang tím á, để mình làm cái vỏ bánh cho cứng các bạn nha. Ok, sau khi mình đã rang cái bột nếp chín này, mình sẽ lọc qua rang nha. Sau đó mình sẽ cho cái khoai lang tím lên mình sơn. Sau đó mình sẽ cho một chút xíu bột nếp đã rang lên, là xong cái phần sơn, xong cái phần vỏ khoai lang tím các bạn nha. Ok, bây giờ mình sẽ cho cái phần khoai lang tím mình đã rây lên cái chảo nha, giống dính các bạn, để mình sơn. Trong khoai lang tím này đã có cái phần cúc dừa các bạn, mẩm. Bây giờ mình sẽ cho đường vào các bạn nha. Sẽ tạo độ ngọt cho cái khoai lang tím này, sẽ có độ dẻo, độ béo của cúc dừa. Và lát mình sẽ cho cái bột dẻo, bột nếp mà nó đã tạo cho cái vỏ nó cứng hơn, ngon hơn các bạn nha. Ok, thì bột đã sơn rồi đó, đã khô các bạn ráo rồi. Bây giờ mình sẽ cho thêm cái bột nếp vào các bạn nha. Mình sẽ sơn nữa như xong các bạn đó. Ok, và cái phần vỏ khoai lang tím mà đã xong các bạn, bây giờ sẽ cho vào tô nha. Đó, mình sẽ để nguội xíu. Khi mình làm xong cái phần hạt sen á, mình sẽ bắt đầu mình nặn hình tạo bánh các bạn nha. Ok, tiếp theo thì cái hạt sen mình đã luộc chín nữa các bạn. Đó, rút bớt nước luôn. Bây giờ mình cho hạt sen vào máy xay, mình xay các bạn nha, xay với chút đường các bạn nha. Đó. 100g đường mình sẽ chia ra là cái phần vỏ bánh là khoảng 30-40g các bạn nha. Còn lại 50-60g mình sẽ làm phần nhân các bạn nha. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ cho đường vào, mình sẽ xay các bạn nha. Đó là ăn ngọt thì chắc cho nhiều đường nè các bạn nha. Ok, thì mình đã xay đường nhuyễn các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ cho cái phần dầu vào, mình xay chung luôn nha. Đó, cho nó nhuyễn luôn, thì lát mình sẽ sơn nhanh hơn các bạn nha. Đó. Không, các bạn hãy xay riêng sáng mình lại bỏ dầu sao được các bạn nha, nhưng mà mình cho dầu luôn để nhất nó kích động á, sẽ xay nhuyễn hơn các bạn nha, lát mình sơn lại hơn nữa. Ok, bây giờ mình sẽ cho cái phần nhân hạt sen đã xay vào chảo các bạn nha, mình sẽ bắt đầu mình sơn các bạn nha. Đó, mình sơn sẽ lâu hơn cái phần khoai lang tím chút xíu, tại vì nó chất lỏng á, nó xay sơn sẽ lâu hơn xíu các bạn nha. Ok, và cuối cùng thì cái phần nhân hạt sen đã khô các bạn, nó ráo lại, bây giờ bắt đầu nó sợn lại. Bây giờ mình có thể lấy ra để mình chuẩn bị nặn hình các bạn nha, tạo hình nha. Đó. Ok, chúng ta có cái điều nguyên liệu của bạn là nhân hạt sen các bạn nha. Đó. 100g nhân hạt sen, với 200g nhân hạt sen nè, cùng với 200-300g khoai lang tím nè, đó, với nhân chút muối bạn nha. Nếu bạn nào mà ăn chay thì bỏ qua nha các bạn nha. Đó. Sẽ lấy một cục nhân hạt sen. Đó, sau đó mình sẽ ép mỏng, mình sẽ cho một viên chấm muối đã nướng rồi các bạn vào các bạn nha. Mình sẽ ép nếp lại, gấp lại như là bánh bao các bạn. Đó, sau đó mình sẽ lấy một phần của cái vỏ cái khoai tím, mình sẽ cũng cắt mỏng, sau đó mình sẽ cho vào các bạn nha. Đó. Để cho cái nhân của cái phần mà sen mình đã cho cái muối vào đó, sẽ cho vào sau nhóc lại. Thì mình sẽ sử dụng cái khuôn trọng lượng là 100g, thì các bạn hãy chia ra như trứng muối là 20g. Còn cái hạt sen á, nhưng hạt sen đó là khoảng cỡ 60g, tổng cộng là 80g. Thì còn lại khoảng 70g thì mình sử dụng là khoai lang tím rồi nha. Đó. Thì cái khoai lang tím vỏ mỏng mình sẽ đẹp hơn các bạn. Đó. Rồi mình ép lại cho nó chặt các bạn nha, đừng có hở nha. Sau đó mình sẽ cho vào một cái khuôn để mình tạo hình cho mình nha, là xong các bạn, rất đơn giản luôn. Ok, mình đã vo tròn láng miệng đó, giờ mình sẽ cho một cái khuôn để được trọng lượng là 150g các bạn. Đó, khuôn khá đẹp đó, khuôn hình cánh hoa sen. Mình sẽ ép xuống 2-3 lần đó, để cho nó tạo cái hình khối, và sau đó mình sẽ nhấc nó lên nha, cái khuôn lên là xong các bạn, rất là nhanh gọn luôn nha.
Rồi chúng ta chuẩn bị thử thức nào cả nhà ơi. Thì ăn bánh trung thu nó sẽ khá là ngọt ngấy nên là mình sẽ thưởng thức cùng với một chút rượu trà các bạn nha. Đó, cho nó đúng bài luôn các bạn ơi. Rồi mình chuẩn bị mình cắt bánh trung thu thức nha cả nhà nha. Đây cả nhà xem ngọt đẹp không nào. Đó chưa. Bánh trung thu trên một cái nền chỉ rất là đẹp các bạn nha. Mình sẽ chỉ thêm một chút xíu và đầu bếp để nổi bật cái bánh trung thu lên. À, hoa lan tím đẹp cả nhà ơi, uống cùng với một ít trà quá tuyệt vời nha cả nhà nha. Bây giờ mình sẽ cắt thử xem như thế nào nha. Ta-da. Cả nhà nhìn xem, trời ơi ngon quá kìa cả nhà ơi, với lớp vỏ hoa lan tím, mùi bùi bé, mùi nước dừa ăn vào với hạt sen thơm lừng cùng với trứng muối giòn giòn sạch sạch, à, vừa mặn vừa ngọt, quá tuyệt vời cả nhà nha. Rồi chúc cả nhà có những phút giây thư giãn với món bánh trung thu hoa lan tím nhà sen này nhé. Rồi hẹn cả nhà ở những clip sau. Bye bye.